Chào mừng quý vị đã đến với showroom máy tính Nguyên Thành. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm máy tính như laptop, PC, MacBook, gaming gear, giá rẻ hàng đầu trên thị trường Ninh Bình. Với đội ngũ nhân viên trẻ trung và năng động, đi cùng với đó là sự đa dạng và phong phú về sản phẩm, Nguyên Thành đã và đang là cửa hàng máy tính được đông đảo quý khách hàng tin yêu và ủng hộ. Tại Nguyên Thành có rất nhiều cấu hình từ thấp đến cao, từ văn phòng đến gaming đồ họa, giá cực rẻ và đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng uy tín như Giga, Asus, MSI. Đặc biệt, tất cả linh kiện và thiết bị đều mới với chế độ bảo hành ưu việt lên đến 36 tháng. Đồng thời, quý khách hàng sẽ được miễn phí bảo dưỡng, cài nguyên máy trọn đời khi mua máy tính tại Nguyên Thành. Bên cạnh đó, laptop cũng đang là thế mạnh của Nguyên Thành với những sản phẩm chất lượng đảm bảo tiêu chí vừa rẻ, vừa khỏe, vừa bền của các hãng như Dell, Asus, HP, Lenovo. Mua laptop tại Nguyên Thành, quý khách hàng sẽ nhận được trọn bộ quà tặng lên tới 1,5 triệu đồng cùng rất nhiều những phần quà và ưu đãi tặng kèm khác. Với phương châm nơi làm việc là nhà, chúng tôi đã thiết kế một không gian ấm cúng, ngập tràn màu sắc, đầy đủ tiện nghi để quý khách hàng có thể thoải mái dừng chân và lựa chọn sản phẩm. Những món đồ công nghệ yêu thích như phím, chuột, tai nghe, tay cầm hay các thiết bị văn phòng, doanh nghiệp và các thiết bị mạng đang là nhu cầu thiết yếu đối với xã hội phát triển. Sửa máy tính đến Nguyên Thành với trang thiết bị mới và hiện đại và đội ngũ kỹ thuật đông đảo được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm, cùng với phương châm bắt đúng bệnh, báo đúng giá, trả đúng hẹn, chúng tôi luôn biết cách chiều lòng tất cả các quý khách hàng đang gặp vấn đề với chiếc máy tính của mình khi đến với Nguyên Thành. Hãy đến với showroom của chúng tôi tại địa chỉ số 45 đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình để được trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời nhất.